Thưa quý vị, tại khoản C điều 153 Luật Đất đai sửa đổi quy định nguyên tắc phương pháp định giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc xác định giá đất phổ biến trên thị trường gặp khó khăn do giá phụ thuộc vào từng thời điểm và số lượng giao dịch chuyển nhượng trên thị trường. Trong khi chưa có cơ sở dữ liệu về đất đai, làm thế nào để định giá cho đúng là nội dung được nhiều chuyên gia, các nhà doanh nghiệp quan tâm. Hiện nay trên thực tế về giao dịch đất đai thì thường là cái chuyện mua bán hai giá rất là nhiều. Mà người ta nộp, ví dụ như là Hà Nội sẽ nộp theo đa phần các dân ngoài cái đất đấu giá ra thì là, hoặc là đất đô thị theo thì sẽ họ sẽ nộp theo quyết định 30. Và điều đó là dữ liệu đầu vào quyết định 30 thì việc định giá đất cực kỳ khó khăn. Mà rất khó ai dám đặt bút vào ký, mà khi mà chúng ta không đủ dữ liệu đầu vào thì đây là một cái nội dung mà cũng cần phải thể chế trong luật để cho nó rõ. Đại diện từ phía doanh nghiệp đặt vấn đề về chu kỳ xem xét đánh giá giá đất là bao lâu, bởi đây là quá trình tập hợp dữ liệu trên cơ sở thông tin giao dịch mua bán của thị trường nên phải có đủ thời gian. Do vậy, từ khi luật có hiệu lực cho đến khi có bản đồ giá đất thì áp dụng quy định phương pháp xác định giá đất nào. Trong luật này nói về cái bảng giá đất, bản đồ giá đất thì cái ý đồ thì rất tốt, nhưng mà không có cái lộ trình. Chúng tôi xin báo cáo là cái lộ trình để làm bảng giá đất thì như các anh vừa nói trước ấy, các đại biểu trước ấy, là chúng ta phải có một cái tập hợp thông tin thị trường, thì ít ra chúng tôi cho rằng là sẽ phải mất 3 năm thì mới có thể có được cái thông tin thị trường để có được cái bản đồ giá đất. Vậy thì trong thời gian từ khi luật áp dụng cho đến 3 năm khi có được cái thông tin cụ thể thì áp dụng theo phương pháp nào? Hiện nay chúng ta chưa có một cái phương pháp cụ thể trong luật là phương pháp so sánh hay phương pháp thặng dư hay phương pháp chiết khấu hay phương pháp hồi quy. Từ đó, các đại biểu cũng đặt vấn đề về tính độc lập khách quan của cơ quan thẩm định quyết định giá đất. Như vậy nên chung nhà nước sẽ là ai? Ai sẽ quyết định giá đất? Trong trường hợp này, nếu không giao cho Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân ý, để quyết định giá đất thì giao cho ai bây giờ? Cái quan trọng ta phải, tức là khía cạnh ngoài đánh giá ngược thì phải giao cho ai bây giờ? Thì cái quan trọng là nếu do hội đồng thẩm định quyết định thì ai sẽ quyết định thành lập hội, ai sẽ thẩm định lại hội đồng này nữa? Chúng ta có quyết định đã ý kiến và giao cho một cơ quan độc lập thì có thể tính đầy đủ pháp lý hay không? Cái quan chúng ta cũng độc lập, và thứ hai nữa là rất nhiều ý kiến cho rằng là cơ quan kiến nghị phải độc lập, nhưng cũng phải nói rằng nếu mà cơ quan độc lập thì đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân có dám đặt bút để ký luôn cái hội đồng thẩm định giá đất này không? Có ý kiến cho rằng nên để định giá đất giao cho cơ quan có chuyên môn độc lập chịu trách nhiệm. Theo tôi, giá đất nên để cơ quan chuyên môn độc lập chịu trách nhiệm. Các đơn vị thẩm định giá nếu là chuyên nghiệp thì chắc chắn không bao giờ họ làm sai. Đấy là việc để họ giữ cái uy tín và cho cái sự phát triển ổn định bền vững của họ. Thế cho nên chúng tôi cho rằng nhà nước chỉ là cơ quan tham gia trong quá trình thẩm định tính hợp lý của giá mà do các cơ quan chuyên môn đưa ra. Và cơ quan chuyên môn độc lập phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các cái việc xác định giá. Hội đồng thẩm định giá đất này là ai thẩm định, nếu giao cho một cơ quan độc lập có được không? Đây là vấn đề cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu làm rõ để kiện toàn hội đồng thẩm định giá đất sao cho vừa đảm bảo tính độc lập nhưng đủ pháp lý với vai trò nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai.